Rồi, xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Rồi, nhanh nha em chị em, nhìn thấy là trước màn hình mình là một cái nhân vật nữ giỏi đen ha. Có nhiều anh chị em nói là sao tôi khoái chơi nhân vật nữ. Thì ở trước tôi chơi Nga Mi thì tôi có một cái cớ là tôi nói là Nga Mi nó không nhận nam, mà bây giờ có những môn phái mà có cả nam và nữ, và tôi vẫn chơi nữ. Nói chung là tôi là con, bây giờ tôi có một cách khác nói là tôi là con trai nên tôi chơi nhân vật nữ thôi. Ví dụ mà tôi là con trai mà tôi chơi nhân vật nam hoài thì có vấn đề rồi đó. Rồi thì sáng giờ là Zalo với lại Facebook thì mấy bạn inbox những người mấy ông fan võ đan á thì có nói là anh ơi nó chỉnh sửa võ đan kìa, anh vô anh coi lại đi. Thì tôi thấy có nó chỉnh sửa thiệt đó. Từ tôi sẽ cái bản cập nhật mới này nó có rất là nhiều cái mới. Nó có thêm một cái gọi là tính năng mới đồ, với lại một chuỗi sự kiện lùm lum la luôn. Thì trong cái sự kiện đó thì chị em bạn gì chú ý nhất là cái ngoại trang mới ha. Thì cái ngoại trang mới tôi sẽ review sau. Rồi cái này khoan ha, mình giờ chủ yếu là nói gì mấy ông tâm huyết võ đan sáng giờ mấy ông hối quá. Đủ thứ hoạt động hết á, mà cái hoạt động thì nói sao nha. Rồi, vô đứng đây chính luôn để giờ về vòng quá. Thì võ đan á, trước tiên là về cái gọi là hiệu ứng kêu, nó sẽ fix lại. Nên cái chiêu tấn công cơ bản á, nó không còn gọi là đâm kiếm như hồi xưa, bây giờ cái chiêu nó có thể đẹp hơn. Nè, chiêu thức thứ nhất là quýnh vậy, thức thứ hai nó quýnh vậy, thức thứ ba nó có đặt phóng kiếm, và thức thứ ba nó gọi là cái gì đó gọi là chả biết nói sao. Nói chung là cái gì đó bay bay trước màn hình mình đó, là như vậy. Rồi, nó fix lại một cái là cái chiêu là chiêu này là chiêu thiên địa vô cực. Này nó như cũ á, chả có gì fix hết. Đó, cái chiêu mới này là cái chiêu vô ngã vô kiếm thì nó tích lũy được 3 lần xả xuống ha. Rồi tọa động vô ngã thì cái bọc trứng này là nó quá nổi tiếng rồi, ai cũng biết cái bọc trứng này nó làm sao ha. Thì cái bọc trứng này nó có thay đổi mới luôn đó, nó thay đổi rất là nhiều. Này từ từ tôi sẽ nói cho anh em nghe. Rồi, về cái thiên địa hợp nhất thì bây giờ tôi thấy nó giống thiên địa hợp nhất hơn là cái lọc nhân kiếm hợp nhất. Nhầm, nhân kiếm hợp nhất tức là người và kiếm hợp nhất. Ở xưa nó phóng với một cái cây kiếm dài đúng không, sát thương theo tầm xa. Còn bây giờ nhân kiếm hợp nhất là bây giờ người và kiếm cùng bay luôn, nó có lý hơn đúng không. Bây giờ nó nhìn nó giống như nhân kiếm hợp nhất chứ ở trước giống như là người quăng kiếm gì chứ không phải nhân kiếm hợp nhất nữa. Rồi có một cái lạ nữa trong cái phiên bản này á, trước thì chưa nói về hệ thống chiêu thức nha, chỉ nói về nó lại cho chỗ này thì từ từ mình sẽ tìm hiểu sao tại sao nó lạ ha. Rồi bây giờ là mình hồi chiêu hết nè ha, tất cả các chiêu đều được hồi hết trơn. Cái vấn đề lạ tôi nói là khi mà anh em sử dụng nhân kiếm hợp nhất thì tất cả các chiêu nó sẽ được hồi hết, tất cả delay không cần biết nó delay bao nhiêu giây. Ví dụ tôi sẽ dùng vô kiếm vô ngã, xong rồi tôi dùng thiên địa vô cực ha, xong rồi tôi dùng bọc trứng lên, tôi dùng vô ngã tọa động vô ngã, rồi tôi sẽ dùng cái chiêu cuối thì nó sẽ hồi hết tất cả cái delay của các chiêu lại luôn đó. Thì tôi sẽ cho anh em coi đó, 1, 2, 3 nó xả hết rồi, còn hồi chi nha, bóng bóng cái nó hồi hết lại đó, cứ thế mà xả tiếp combo. Ồ thì sao bây giờ bắt đầu mình tìm hiểu vô từng chiêu thức ha. Rồi nó fix tại toàn bộ chiêu hết, ok lắm, mà chỉ có cái chiêu là thái nhất chân khí này nó giữ nguyên thôi. Ai vậy, bà Thúy Yên tào lao này làm loạn clip người ta hết. Ở trốn qua đây làm gì không thấy bà. Cái chiêu đầu tiên, cái chiêu mà tấn công cơ bản của võ đen đó là vô ngã kiếm pháp. Thì cái chiêu này nó vẫn 22.5m, tạo thành 90% tấn công cơ bản và 162% sát thương hệ thổ. Ấy 162 điểm sát thương hệ thổ chứ nhầm. Tấn công cơ bản là tính bằng phần trăm, còn sát thương hệ là 162 điểm. Tính bằng điểm. Thì phái nào nó cũng 90% tấn công cơ bản, nó không có thay đổi gì hết, cái chiêu này không có fix lại. Rồi fix lại là cái chiêu thiên địa vô vô ngã vô kiếm, lộn. Rồi vô ngã vô kiếm thì nó sẽ sửa lại như sau. Gây tạo thành 186 tấn công cơ bản và 558 điểm sát thương hệ thổ. Xong đó là tăng thêm 12%, nhưng cho 12% nhưng cho cái này là cái sinh lực hiện tại của mục tiêu, nhưng cho sinh lực hiện tại của mục tiêu và nhưng cho cái sinh lực lớn nhất, sinh lực tối đa của mục tiêu là bằng cái sát thương cộng thêm. Tức là ví dụ nó máu càng nhiều thì đam càng to, mà nó máu càng ngắn thì đam càng ít, thế thôi. Hiểu đơn giản gì thôi. Nhưng mà để tránh cái tình trạng mà đam quá to, đó là có nghĩa là máu nó dài, ví dụ mấy cái pháo mà máu dài giống như là bá đao nè, Nga Mi nè, mấy cái pháo nó máu dài quá thì đập một cái nó mất máu rất là ghê. Cho nên là nó ghi đó là
cái dòng này sau cùng, cái dòng này nó sẽ gọi là chốt lại ở trên đó, tức là cái sinh lực này nó được tính tối đa là nó không bằng quá cái sinh lực bản thân mình nhưng 150%, tức là không quá một nửa cái máu của mình cộng thêm đó, và có 80% nó gây ra một nửa dây tàn phế ở cấp 15/15 thôi nha, và tích lũy được cao nhất là 3 lần đó. Vậy là nói lại cho anh em coi cho dễ hiểu ha: 186 tấn công cơ bản, 558 sát thương hệ thổ, và gia tăng thêm 12% nhân cho lượng sinh 12% nhân cho sinh lực hiện tại của đối phương và nhân cho sinh lực lớn nhất của đối phương đó, nhưng mà không quá 150%, không quá 150% sinh lực hiện tại của bản thân mình, tức là cho dù máu nó dài hơn mình nhưng mà đam cao lắm chỉ được gấp rưỡi cái cây máu của mình lên chút xíu thôi, chứ không gấp vừa đúng gấp rưỡi cây máu của mình thôi, còn cây máu của mình càng ngắn á thì gian chịu ha. Rồi thì 80% gây anh 0,5 giây hiệu ứng choáng, và tích lũy sử dụng cao lắm cao nhất là được 3 lần, thời gian hiệu quả phạm vi hiệu quả là 2.5m, và thời gian hồi chiêu là 7 giây, tức là sau 7 giây nó sẽ hồi lại một cái chiêu này, và cái chiêu này sử dụng được tới 3 lần đó, cứ 7 giây nó hồi lại một chiêu ha, rồi fix lại thì cũng được. Thì cái sát thương này nè, cái sát thương mà phần trăm này nè là ở trước là của nhân kiếm hợp nhất, nhưng phải không ta, ở trước là của một cái chiêu khác của nhân kiếm hợp nhất á, đúng rồi, của nhân kiếm hợp nhất chuyển qua cái chiêu này, bây giờ nó được 3 lần của nhân kiếm hợp nhất trước đây. Nhân kiếm hợp nhất trước đây là nó đẩy cái kiếm tới, đúng không, đẩy nhiều khi đẩy hụt làm sao, kinh công ra nó nhảy hụt làm sao, đúng không, bây giờ nó cho cái này là bắt dính luôn để coi chiêu có định hướng không ha. Chế độ cao thủ thôi, coi bắt dính không. Vậy là tự có nó tự phải là chịu định hướng, cho nên là hơi kệ, nó chịu định hướng này nó hơi khó ha. Rồi qua tiếp cái chiêu thiên địa vô cực á, thì không có biết thay đổi mấy nha, nó cũng vậy luôn, phạm vi hiệu quả nó là 2.5m, thời gian hậu chiêu là 12 giây, mỗi lần tấn công cái thiên địa hợp nhất này nó gây nhiều lần tấn công, để coi nó ghi bao nhiêu lần, nó chỉ nói nhiều lần, nó cũng chả nói bao nhiêu lần nữa, thì cứ mỗi một lần nó tấn công như vậy thì nó sẽ gây cho mình là 305 tấn công cơ bản, 549 điểm sát thương hệ thổ, và 50% tỷ lệ gây ra nửa giây bị choáng. Để coi nhiều lần là sao, cái bà gì đây gì phải không. Nó tấn công nhiều lần thiệt, để coi bao nhiêu đam. Tự nhiên bắn cái nhân kiếm, tự nhiên nó hồi chiêu rồi nó chậm. Để coi bao nhiêu đam nha. Tôi thấy hơn 6 đam á, tất nhiên nó nhồi hơn 6 lần ha. Ok ha. Qua nè, cái tội động vô ngã nè, bây giờ nó fix lại thấy ok hơn, bắt đầu võ đang hồi sinh nè ha. Nếu mà tội động vô ngã lên á thì bây giờ cái này sẽ lên. Thì cái phiên bản hiện tại của mình á thì tội động, cái phiên bản trước luôn thì tội động vô ngã nó bị ép thuận đi, tức là nó sẽ làm cái thời gian hồi chiêu nó lâu hơn, và cái thời gian duy trì của chiêu nó bị thấp đi đó. Thì hiện tại cái thời gian duy trì của chiêu này nó cũng 12 giây thôi, nhưng mà nó fix lại như sau, là cứ một điểm nhanh nhẹn thì nó sẽ ngăn cản được là cứ một điểm nhanh nhẹn thì nó sẽ ngăn cản được 30 điểm sát thương. Sát thương này là cái sát thương mà gọi là tính là đam á, chứ không phải là cái sát thương này không có chi tấn công cơ bản hay là hệ thổ hay là hệ mộc gì tùm lum, cho mà tính theo đam ha. Và sẽ khi mà tồn tại cái thuận này đó, trong cái thời gian tồn tại cái thuận này đó thì sẽ có 50% nó kháng đi cái tất cả các hiệu ứng bùa chú, giống như là cái chiêu mê tâm cổ của ngũ độc nè, cái chiêu mà thủy long ngâm của thiên sơn, hay là đơn giản là cái chiêu hình như búp bùa, chỉ có hai cái dạng đó thôi. Kháng đi 50% với cái búp bùa đó, là nó kháng luôn cái búp bùa của ngũ độc mới điên chứ, hệ thổ mà kháng búp bùa của hệ mộc luôn mới điên. Ok, thì nó duy trì 12 giây hoặc là bể thuận thì nó không duy trì nữa, hết cái ngăn cản sát thương này á, tức là cái thuận này đó thì tức là nhanh nhẹn của anh em càng cao thì nó ngăn sát thương càng nhiều, mà ngăn vừa hết sát thương thì bể thuận. Mà hồi xưa anh em cũng biết là khi mà bể thuận thì nó sẽ có phi kiếm, đúng không, cái chiêu phi kiếm phi tinh. Ok, đợi xíu. Thì cái phi kiếm phi thiên là ở bên chiêu thiên địa hợp nhất, thì từ tôi sẽ nói tới đó. Thì hiện tại là khi mà bể thuận nó sẽ phóng ra phi kiếm phi thiên, ở trước là nó phóng ra phi kiếm phi thiên, còn bây giờ phi kiếm phi thiên được phóng ra nhờ một cái khác, còn bể thuận là bể thế thôi chứ không bị nổ thuận gì hết.
Thì để tôi qua bên bí kíp coi cái ha. À, to dòng vô ngã dân kiếm học nhất. À, quên đúng rồi, nó to dòng vô ngã thì nó chỉ nâng cao cái đam của phi kiếm phi thiên. Và mỗi cái gì này nó sẽ tăng mỗi một nhanh nhẹn tăng thêm 10 điểm sát thương. Thôi, nó không có tăng thì bây giờ bể thuẫn nó không có nổ kiếm nữa, mà cái phi kiếm phi thiên vẫn được giữ nguyên nhưng mà chuyển một cái chiêu khác. Thì ngoài giờ nói ba chiêu còn cái chiêu cuối cùng hay này, từ từ để nói tới, bây giờ nói qua cái chiêu này. Thì cái chiêu này tên là mê tung huyễn ảnh, thì nó tăng vĩnh viễn cho mình 50% lực tấn công cơ bản, 55% kháng tất cả cơ bản và 150 điểm tỷ lệ choáng và 50 điểm hỗn loạn, 150 điểm kháng kháng đóng băng gì mày. Ở ngoài kháng làm chậm chứ không phải kháng đóng băng, kháng làm chậm và 50 điểm tốc độ đánh. Nó kháng làm chậm chứ nó không tăng cái sát thương thổ lên ta, nó không tăng cái khả năng choáng mình lên nè. Chỉ kháng 150 điểm là kháng làm chậm là không biết bao nhiêu phần trăm nữa, không có biết tính. Cái này là anh em nào hay tính giùm tôi chứ tôi không biết tính. Cái 50 điểm tốc độ đánh. Ok, là mê tung huyễn ảnh ha. Rồi cái chiêu cuối cùng mà trong bộ chiêu chủ động là nhân kiếm hợp nhất, thì bây giờ nó thay đổi hiệu ứng ha, là mình nó chạy theo nhân kiếm và người chạy chung luôn. Thì cái nhân kiếm hợp nhất này nó fit lại khá là dài dòng và khá là gườm gà. Cái phi kiếm phi tinh á, thì bây giờ phi thiên bây giờ nó được phóng ra từ nhân kiếm hợp nhất chứ không phải là bể thuẫn như hồi xưa nó mới phóng ra nữa. Ở trước là bị bể thuẫn phóng ra đúng không, xong họ đột đò một hồi fix. Ở trước là, để tôi nhớ lại coi, trước là có chơi võ đen. Đúng rồi, ở trước là mấy ông võ đen quýnh nhau không cần chơi nhiều, chỉ cần bơm thuẫn lên chạy vòng vòng bể thuẫn và lá hội bơm thuẫn lên chạy vòng vòng bể thuẫn, nó là nó phóng phi kiếm tới cũng đủ choáng, cũng đủ chết rồi. Xong cái vụ đó qua một cái phiên bản là bây giờ fix lại cái phi kiếm nó không còn bá như trước nữa, thì bây giờ cho giết lũi võ đen nó lũi tàn luôn. Còn bây giờ cái phi kiếm nó được chuyển qua cái nhân kiếm hợp nhất chứ không còn làm ở cái trò rộng vô ngã như hồi trước nữa. Thì phạm vi hiệu quả là 7.5m nè, thời gian hồi chiêu là 30 giây, nó hồi khá là lâu nha, bây giờ nó fix lại nó hồi là khá là lâu. Ở cấp 1/1 tức là mấy ông xe giờ mới á, nó hồi tới 46 giây lận, càng nâng lên cao nước mát lên đó là nó giảm xuống. Thì không biết nâng lên 20 hay trên 20 có giảm xuống không, thì cái này để từ từ tính sao. Tôi nghĩ là chắc giảm xuống á, thì nó sẽ gây cho mình là 361 tấn công cơ bản và 649 điểm sát thương hệ mộc, 100% tỷ lệ nó gây ra 2 giây choáng cho đối phương. Và khi mà sau khi phát động cái chiêu nhân kiếm hợp nhất này đó, thì nó sẽ thiết lập lại tất cả các kỹ năng, tức là mấy cái thời gian hồi chiêu của tất cả các chiêu mà mình sử dụng trước á, nó hồi lại hết, còn ai không sử dụng á thì nó vẫn hồi luôn. Nói chung là bị lỗ gắn chịu ha, nói chung là nó thiết lập lại tất cả các kỹ năng. Nếu mà anh em không sử dụng thì lỗ gắn chịu ha. Rồi cái này là khi mà bị phát động là có 50% sẽ phóng ra phi kiếm phi thiên. Là cái phi phiếm phi thiên này đó, nó cái đam của nó sẽ bằng 100% tấn công cơ bản và 180 điểm sát thương hệ thổ. Chỉ là cái phi kiếm phi thiên này nó giống như là một cái võ công nội tại gì đó, khi mà tại sao nội tại thì từ từ nó lát hồi cỡ nào cũng nó, không phải là một cái chiêu này nó phát cái phi kiếm phi thiên duy nhất, anh em hiểu ý tôi không? Cái phi kiếm phi thiên này giống như cái gọi là một cái chiêu mà cộng thêm. Nó không tấn công vô cái bộ chiêu mà giống như là nó tự động phát ra. Thì cái đam của phi kiếm phi thiên nó không như ở trước nữa, mà cái đam này bây giờ là cái đam chuẩn, nó quy định cái đam chuẩn này luôn là 100% tấn công cơ bản và 180 điểm sát thương hệ thổ. Bây giờ cái chiêu này là chân võ thất thiện. Rồi thì cái chân võ thất thiện này á, thì nó gia tăng cho bản thân mình là 30% lực tấn công cơ bản. Ở cái chiêu này, cái chiêu búp NA là cái chiêu mà gọi là ai mà trong tổ đội á, thì nó sẽ giống như mấy cái phái hồi trước, nói sao, giống như đường môn với ngũ độc, nó tăng cái bạo kích của một bản thân mình lên, thì võ đen thì nó tăng cái tấn công cơ bản của mình lên. Thì mát ở cấp, chưa có mát, nâng mát lên là 70% cho bản thân. Thì đồng đội thì cưa ra, ở trước là cưa ra một nửa, không chịu được một nửa thì 70 chia ra nửa là 35, nhưng mà bây giờ đồng đội chỉ nhận được 30 thôi. 70 cho bản thân và 30 cho đồng đội, thì cái chiêu này ai trong tổ đội sẽ được hưởng, còn bình thường mình vẫn được hưởng không cần búp lên, tự xử luôn, tự búp lên giống như vậy nào đó, là cái chiêu này đó. Đó thì lực tấn công mình tự tăng, là cái chiêu này tự tự nó phát động chứ nó
nó không có thời gian hồi chiêu luôn, nó cứ vậy, nó có gì nó duy trì hoài vậy đó. Ai trong UBT thì được nhận thêm ha. Rồi thì cái cao cấp kiếm pháp, ủa quên, cao cấp kiếm pháp đủ điểm không ta? Cao cấp kiếm pháp ở cấp 10 trên 10 thì nó sẽ nâng cao cái võ đang kiếm pháp, là cái chiêu đầu tiên, cái chiêu tấn công cơ bản đầu tiên, thêm 40% lực tấn công cơ bản và 72 điểm sát thương hệ thổ, chỉ là cái sát thương của chiêu đó thôi, còn cái chiêu khác là không có tăng thêm. Rồi cái thái nhất chân khí thì nó tăng vĩnh viễn. Cái chiêu này là nó giữ nguyên, nó không có thay đổi, thì nó tăng vĩnh viễn cái hiệu quả mà bị đóng băng. Thôi, anh em thông cảm nha, ở dưới nhà ồn quá, giờ kêu xin 10 phút để mình nói. Bây giờ mình nói lớn mình sẽ bị chửi, cho nên mình nói nhỏ nhỏ lại thôi. Tại mình mới chửi người ta la lớn. Thì nó tăng vĩnh viễn cái miễn dịch đóng băng, tức là mấy cái phái giống như bây giờ là bữa giờ Thúy Yên nó được viết lại đúng không? Thì sắp tới phiên bản bá đao mỹ nữ thì phải. Bá đao mỹ nữ, mỹ nhân gì không nhớ. Đó thì Thúy Yên được viết lại, cho nên là nó miễn dịch cái trạng thái đóng băng của hệ thủy nè, là miễn dịch luôn nha, vĩnh viễn miễn dịch là tức nghĩa là không bị đóng băng ha. Ok thì nó sẽ gia tăng thêm cái khả năng hút máu 10%, hút máu 10%, và tăng thêm cái chính xác tấn công 6 giây giết cái gì vậy? Trời ơi, à hiểu rồi. Ok thì miễn dịch đóng băng, tăng hút máu 10% lên, và cái này là nó trong vòng 6 giây thì nó sẽ miễn dịch thuộc tính phải chịu, giải trừ và miễn dịch thuộc tính phải chịu, tức là khi mà bị ảnh hưởng bởi mấy cái gọi là choáng tê liệt hay là bỏng cái kiểu, ồ, miễn dịch thuộc tính phải chịu, giống như là bị mấy cái hiệu ứng tê liệt hay là bị tàn phế này nọ thì nó miễn dịch luôn, xong rồi nó giải trừ nó về, nó miễn dịch luôn, phải chịu trong vòng 6 giây này thế là mình giải trừ hết. Và cái thời gian hồi là cái khả năng của thái nhất chân khí này là 20 giây, tức là cái chiêu thái nhất chân khí là cái chiêu mà nó nội tại này nè. Cứ 20 giây này nó sẽ tự động phát huy cái cục xanh xanh dưới chân mình, anh em coi thử. Nãy giờ mấy giây rồi? Thôi kệ đi. Nói chung là nó ghi 20 giây. Cái gì vậy? Hết hồn. Nói chung là nó ghi ở trong đây là 20 giây. Cái thời gian hồi chiêu của nó là 20 giây. Nó sẽ phát động là cái này một lần. Và mỗi lần phát động nó duy trì 6 giây ha. Thì cái này phát động là nó miễn dịch đóng băng. Với lại hút tăng cái hút sinh lực cho tất cả các chiêu thức. Và trong 6 giây này nó miễn dịch, nó giải trừ và miễn dịch thuộc tính. Cứ 20 giây nó lặp lại một lần như vậy, nó tự động phát động ra chứ không có ai kêu nó phát động hết. Rồi cái chiêu lực kèo, cái chiêu gọi là Huyền Thiên Tâm Pháp thì ở trước á là dưới 30% thì nó mới phát động cái này ra, còn bây giờ tỷ lệ là dưới 50%, khi mà lượng sinh lực hiện tại mình dưới 50%, tức là một nửa cái máu thôi, thì nó có 90% nó sẽ phát động ra. Khi mà nó phát động ra như vậy á thì nó phát động cái tội vọng vô ngã. Tội vọng vô ngã là cái ngăn sát thương, thì cứ 30 giây nó sẽ hồi lại cái chiêu này một lần, tức là trong vòng, ví dụ lần đầu tiên nó dưới còn một nửa cái máu thì nó sẽ 90% cái nào cũng phát động ra hết, 90% cái nào nó cũng văng ra được cái tòa dòng vô ngã hết, và 30 giây sau nó mới bung cái tòa dòng vô ngã, tức là bung cái trứng cái lần nữa. Nó tự động bung ra khi mà lượng sinh lực mình dưới 50% thôi. Cái chiêu này nó như cụ cho gì đâu hết. Rồi tiếp theo là cái chiêu thái cực vô ý. Thái cực vô ý, đúng rồi, nó không có đổi tên chiêu như cũ á. Thì nó tăng vĩnh viễn cho mình ở cấp 20 trên 20, tăng vĩnh viễn cho mình là 35% lực tấn công cơ bản, 75% sinh lực lớn nhất. Wow, tức là 75% sinh lực hiện tại á hả? Giỡn hoài. Rồi thì xong rồi đọc kỹ á
thì nó đúng là nó chỉ là 75% sinh lực cơ bản thôi, chứ nó không nói là cái sinh lực bản thân hiện tại nha, cái sinh lực cơ bản nha của mình nha. Rồi 30% kháng tất cả cơ bản, 30% kháng tất cả cơ bản, 30 điểm 30% né tránh cơ bản và 20 điểm tốc độ đánh, 200 điểm tỷ lệ choáng và 200 điểm kháng thời gian kháng làm chậm. Kháng thời gian làm chậm tức là cho dù lỡ có bị chậm đi nữa thì nó cũng giảm cái thời gian chậm của người ta xuống, ví dụ 4 giây giảm 200 điểm mà tắt còn không tới 4 giây, 3.8, 3.5 gì á. Rồi, còn cái chiêu thức tinh quyết này đó là cái chiêu ở trước nó rất là tào lao. Nó chỉ gọi là tăng cái khả năng hồi phục sinh lực thôi, chứ không gì hết, còn bây giờ nó fix lại như vậy nè. Rồi nó lại cho con coi đó, thì nó tự động nâng cao cho, ví dụ là tự động nâng cao cho bản thân 50% tỷ lệ bạo kích cơ bản, ấy 10% tỷ lệ bạo kích cơ bản, 6 điểm tốc độ di chuyển duy trì 6 giây. Duy trì 6 giây và đối phương á, cái kẻ địch của mình tấn công á, thì nó sẽ bị hiệu ứng y chang như vậy, tức là nó cũng bị giảm 10 mình. Tức là như vậy nè, làm bản thân mình nha. Bản thân mình nè thì được mình tăng 10% bạo kích cơ bản lên. Đó, và 6 điểm 6% tốc độ đánh. Còn địch á thì nó bị 10% giảm xuống, và nó bị giảm 10, nó giảm đi 6% tốc độ đánh, tốc độ di chuyển của nó xuống. Cái này tốc độ di chuyển nha, nhầm tốc độ di chuyển. Tức là bây giờ là chưa tăng lên 10 hả? Hèn chi theo thấy ít quá. Rồi tăng lên 10 á thì nó sẽ nâng cao cho mình là cái tỷ lệ bạo kích cơ bản của bản thân mình lên 50%, và địch sẽ bị giảm 25% tốc độ di chuyển, tức là giảm đi 1/4 tốc độ di chuyển của địch trong vòng 6 giây. Bản thân mình là mình sẽ tăng lên, còn bản thân người ta thì người ta giảm xuống. Rồi thì nãy như tôi nói, anh em nói là cái bị phi kiếm phi tinh nó bắt, để coi còn 20 mấy phút ha. Thôi thì giờ cũng thôi thì ngày mai tôi sẽ nói tiếp về cái bí kíp. Thì bây giờ tôi sẽ chuyển qua, tôi quay cái ngoại trang coi cho chị em bạn gì của tôi cái đã, rồi cái bí kíp rồi tôi sẽ nói sao. Nói cái bí kíp sao rồi là tôi sẽ gom vô một cái clip gọi là chị anh em cái cách PK. Thì hiện tại là chiêu thức nó được thiết lập lại hết trơn rồi đó. Cái chiêu thức nó được thiết lập lại hết rồi. Đó thì như với cái phái khác là cái chiêu gọi là kiếm vô ngã vô kiếm nó được fix lên là nó được hồi lại 3 giây. Nó được hồi lại 3 lần, nhầm. Nó bậy bạ. Nó được tích lũy lên 3 lần. Đó. Thì khi mà BK bình thường thì anh em là người ta sẽ bơm cái thuận lên trước đúng không, để ngăn cản sát thương. Thì mình cứ bơm thuận lên ngăn cản sát thương đi, mình cứ thế mình phóng cái này để nó gây choáng, có tỷ lệ gây choáng không? Có tỷ lệ gây choáng, nửa giây gây choáng nè. Rồi cái nó hiện tại mới vô thì máu mình càng dài thì máu địch càng dài, nó gây sát thương càng lớn. Mà cứ phóng được cái này, phóng hai cái này rồi nhả thêm cái này, phóng thêm cái này, cứ nhân kiếm gì thôi, nhân kiếm xong rồi bực tọa giọng lên tiếp, nhân cái này phóng cái này ở cái vậy BK vậy thôi ha. Rồi thì kết hợp bí kíp nó sẽ khác nữa, nhưng mà thời lượng thì có hạn ha, anh em coi clip dài quá thì anh em cũng thấy nhàm chán. Rồi xin trân trọng và kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em, tôi là Jun tới từ kênh Jun Khi Liêu ha.